Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 22 tháng 12 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www qznz vn và nền tảng Spotify, YouTube của báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên. Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Phan Văn Sang thăm chúc sức khỏe đại tướng Ngô Xuân Lịch, Tư lệnh quân sự phái bộ Nam Sudan ấn tượng về quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng ngày 22 tháng 12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc sức khỏe tặng quà Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại nhà riêng của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, trong không khí thân tình, ấm cúng, Bộ trưởng Phan Văn Giang ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tình hình gia đình và kính chúc Đại tướng Ngô Xuân Lịch mạnh khỏe. Tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu để cùng quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang tri ân những đóng góp quan trọng của Đại tướng Ngô Xuân Lịch trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển trưởng thành của quân đội. Thay mặt quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin đến Đại tướng Ngô Xuân Lịch những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn quân năm 2023. Đáp lại tình cảm nồng ấm từ Bộ trưởng Phan Văn Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cá nhân đồng chí Bộ trưởng, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà toàn quân đạt được thời gian qua, nhất là trong năm 2023 trong ngày lễ hết sức ý nghĩa của quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân đội ta sẽ luôn xung kích đi đầu, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng tin cậy yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhằm kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 5 tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, ANMIS, đã tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng giới thiệu về hình ảnh đất nước con người Việt Nam, về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng với bạn bè quốc tế. Vào dịp này, Trung tướng Mohan Subramanihan, tư lệnh lực lượng quân sự phái bộ ANMIS, đã có chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 5 nhân chuyến công tác tới phân khu Bentiu. Sau khi được nghe giới thiệu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, ông tỏ ra rất ấn tượng với lịch sử đấu tranh cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 5, ghi nhận những đóng góp của đơn vị nói riêng và của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Anmis. Cũng nhân dịp 22 tháng 12, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và sư đoàn 355 quân khu 2. Tại các đơn vị, đồng chí Trần Quốc Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ các đơn vị đồng thời mong muốn các lực lượng vũ trang tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân biên phòng toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ và cơ sở vững mạnh toàn diện đồng thời làm tốt công tác huấn luyện diễn tập tuyển quân công tác xây dựng cơ bản và đối ngoại quốc phòng tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển tiếp tục xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đơn vị mẫu mực tiêu biểu. Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau. Nga triển khai tên lửa siêu vượt âm KH-47 Kinzer ở Ukraine. Không quân Myanmar trang bị máy bay chiến đấu Su-30 SME. Theo Army Recognition, không quân Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm KH-47 Kinzer định danh NATO AS-24 Kinzor ở Ukraine trong bối cảnh nước này đang tăng cường các đợt tấn công vào mùa đông. Đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai tên lửa KH-47 Kinzer trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ tháng 8 năm nay. KH-47 Kinzer là một trong sáu siêu vũ khí được Tổng thống Nga Putin công bố năm 2018. Hệ thống tên lửa này được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, việc triển khai Kinzer ở Ukraine cho thấy căng thẳng ngày càng leo thang, cũng như đánh dấu sự thay đổi chiến lược trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một trong những điểm nổi bật của Kinzer là tên lửa này có tốc độ siêu vượt âm trên Mach 5, tương đương 6.174 km h Vận tốc đáng kinh ngạc này cộng thêm khả năng cơ động cao khiến tên lửa rất khó để đánh chặn. Đây chính là lý do vì sao KH-47 Kinzer được coi là tên lửa bất khả chiến bại của Nga. Ngoài tốc độ, giờ còn có tầm bắn lên tới 2.000 km, cho phép thực hiện các cuộc tấn công ở khoảng cách xa. Tên lửa này có thể mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Tính linh hoạt này cho phép tên lửa được triển khai cho nhiều mục đích chiến lược, từ tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự cụ thể cho đến các nhiệm vụ hủy diệt quy mô lớn. Đầu đạn thông thường của tên lửa có thể phá hủy các công trình kiên cố và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi đầu đạn hạt nhân bổ sung thêm khả năng răn đe chiến lược đáng kể. Sự kết hợp giữa tốc độ, tải trọng linh hoạt và tầm bắn ấn tượng khiến KH-47 Kinzer trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong chiến tranh hiện đại. Mới đây, không quân Myanmar đã tổ chức lễ tiếp nhận hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-30SME tại căn cứ quân sự Napidor, Phát biểu tại buổi lễ, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing cho biết, đây là bước tiến mới nhằm nâng cấp Không quân Myanmar thành lực lượng không quân chiến thuật, sở hữu một số năng lực chiến lược và năng lực hàng không vũ trụ, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ và nhân lực giữ vai trò quyết định đối với các cuộc xung đột trong kỷ nguyên chiến tranh mới. Su-30, định danh NATO Flanker, là máy bay chiến đấu hai động cơ, hai chỗ ngồi, do tập đoàn hàng không Sukhoi của Nga phát triển. Su-30 SME Flanker-H là phiên bản xuất khẩu của Su-30SM và được thiết kế dựa trên máy bay Su-30MKI đã bán cho Ấn Độ. Loại chiến đấu cơ này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không của đối phương, do thám trinh sát, tham gia chiến đấu và huấn luyện phi công. Điểm khác biệt của phiên bản xuất khẩu này chính là hệ thống điện tử hàng không trên khoang. Máy bay này sử dụng các hệ thống điện tử thuần Nga thay vì các thiết bị do Pháp sản xuất như trên Su-30MKI. Su-30 SME được ra mắt lần đầu tại triển lãm hàng không Singapore 2016 và đã được cung cấp cho Iran, Bangladesh, Uzbekistan và Myanmar. Vào tháng 9 năm 2022, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 6 máy bay chiến đấu Su-30 SME cho Myanmar. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Myanmar đã nhận lô hàng đầu tiên gồm 2 chiến đấu cơ Su-30 từ Nga.